Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Biz 24 giờ và như thường lệ hãy cùng chúng mình điểm qua những tin tức thú vị có trong ngày nhé. Theo Koribu, khiến Lisa giơ tay thành hai hình trái tim, mạnh mẽ với mái tóc đỏ và tỏa sáng trên sân khấu, đeo kính tạo dáng cute, diện đồ crop top, trở thành quý cô thanh lịch là lúc nữ thần trở nên thu hút nhất trong mắt fan. Giờ hai tay thành hình trái tim, Lisa là thần tượng được yêu mến vì nhan sắc và tài năng. Cô luôn thân thiện, gần gũi và thể hiện tình cảm yêu quý với fan ngay khi có cơ hội. Mạnh mẽ với mái tóc đỏ ép thẳng dài khiến Lisa trở nên cá tính và thu hút ánh nhìn. Dù vậy, kể cả các cô gái ưa chuộng style ngọt ngào, dịu dàng nhưng vẫn không kém phần thanh lịch cũng có thể hài lòng với màu tóc này bởi nó khá dễ diện. Tỏa sáng trên sân khấu. Mỗi khi biểu diễn trên sân khấu, nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cô gái tóc vàng phô diễn kỹ năng vũ đạo xuất sắc với những bước nhảy tự tin, mạnh mẽ. Không chỉ vậy, thân thái của Lisa được đánh giá là chuyên nghiệp không kém những idol lâu năm trong nghề. Đeo kính. Kiểu kính mắt bản to rất phù hợp với gương mặt của Lisa, cũng được nhiều người nhận xét là dù đeo kính hay không thì trông vẫn rất xinh đẹp và cuốn hút. Tạo dáng cute, mắt to tròn, má phính, hành động chu môi vô cùng dễ thương của Lisa khiến trái tim người đối diện loạn nhịp. Diện đồ crop top. Nhắc đến vòng eo con kiến, người mộ K-pop luôn nhớ đến thân hình của Lisa. Những lần nữ thần tượng người Thái khoe dáng săn chắc khi diện crop top đều giúp tên cô được tìm kiếm nhiều trên các trang mạng xã hội. Trở thành quý cô thanh lịch, nhiều người nhận định Lisa là người có thể phù hợp và tỏa sáng với nhiều phong cách. Bởi vậy, Lisa dù diện đồ nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên nét quý phái tinh tế khiến nhiều cô gái muốn học theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, share và subscribe kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin K-Biz mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo.